giáo viên trung tâm tin học khoa học tự nhiên trực thuộc công ty Meda. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn về phần mềm Illustrator và ứng dụng phần mềm này để mình thiết kế một cái thiệp Giáng sinh. Kết thúc video clip này, mình sẽ hoàn thành một cái thiệp Giáng sinh với một số cái công cụ đơn giản. Thì thiệp Giáng sinh thì thông thường người ta làm với cái kích thước là khoảng 13-18 cm, như thế này. Khoảng 13-18 cm, mặt trước là 13, mặt sau cũng là 13, mình làm ngang là 26 và dọc nó là 18 cm. Mình sử dụng một số công cụ như là trim, công cụ bend, công cụ xay, công cụ đánh tét và một số cái tùy chọn để làm rớt, để mình làm nên một cái thiệp cơ bản đơn giản như thế này. Bây giờ tôi hướng dẫn với bạn để làm một cái thiệp Giáng sinh như thế này. Đầu tiên, bước đầu tiên mình sẽ tạo một file mới. File này mình định đơn vị là cm và tôi chọn width là 26 cm và height là 18 cm. Ok. Thì bắt đầu thiết kế bất kỳ một cái sản phẩm nào thì mình nên định cái khoảng cách lề an toàn. Ở đây tôi nhấn Ctrl+R để tôi bật cái thước. Và từ cái thước này tôi kích chuột phải, tôi có thể đổi đơn vị. Tôi kéo gai xuống đây. Ở đây bạn thấy đây là, ở đây là 0.00, góc tọa độ của nó đang là 0.0. Tôi chọn gai này, tôi đánh đơn vị là 0.5, mình trừ lề an toàn, ở đây là 0.5 cm. Và bên đây tôi chọn x là 0.5 cm. Từ đây qua đây là 26, do đó x ở đây tôi đánh là 25.5 cm. Đó. Và bạn này là từ trên xuống dưới là 18, do đó tôi đánh là 17.5, mình trừ lại 0.5. Đây là khoảng cách lề an toàn tất cả sản phẩm. Còn cái gáy giữa để gấp của cái thiệp này thì ở đây nó là 26, do đó tôi chọn là 13 cm. Và đây là mặt trước và đây là mặt sau, mình gấp lại như thế này. Ở đây tôi lay một cái sản phẩm mẫu. Ở đây là mình dùng công cụ cơ bản để mình thiết kế theo, lay một cái sản phẩm mẫu để mình làm theo cho nó tương đối dễ. Ở đây tôi khóa cái đối tượng sản phẩm này đi, khóa nó lại. Còn mấy mốt mình học môn ý tưởng gì đó là tự mình design một cái thiệp. Ở đây bắt đầu tôi làm một cái nền trước. Tôi vẽ một dùng công cụ hình chữ nhật. Tôi vẽ mặt trước. Ở đây tôi có mặt trước và mặt sau. Bạn thấy nó có hình dạng là hình chữ nhật. Và tô chuyển sắc là màu xám đậm và màu xám nhạt. Xanh đậm, xanh nhạt. Tôi chọn công cụ y ngắn, tôi hút màu. Và tôi mở bảng swap, tôi nắm màu, tôi kéo vào. Tôi có một màu nhạt và tôi có một màu đậm bằng cách tôi thêm vào bảng swap. Và tôi nhấn, tôi chọn hình chữ nhật này, tôi kích vô cái thuộc tính là radiant, phím tắt của nó là dấu lớn, kích vào. Thì ở đây tôi có tô chuyển sắc, thì chuyển sắc thì các bạn cũng đã biết, chuyển sắc đậm, mà chuyển sắc tròn hoặc chuyển sắc thẳng. Ở đây tôi chọn chuyển sắc tròn. Tôi nắm kéo nốt màu xuống đây. Nắm kéo nốt màu xuống đây. Đó. Thì ở đây tôi có một phần sáng và một phần tối. Bạn có thể chuyển sắc, thay đổi bằng cách là mình chọn đối tượng và mình nhấn phím G. Bạn có thể thay đổi một tí, sáng lên một tí hoặc là tối lại một tí bằng cách bạn kéo radiant của đối tượng. Tôi được một mặt như thế này. Và tiếp tục tôi sẽ tạo những cái hạt tuyết của nó, những cái hạt tuyết của nó như thế này, bằng cách là tôi sử dụng rớt. Mà rớt ở đây nó, ví dụ là tôi cho nó không có sẵn, thì ở đây tôi sẽ một hạt tuyết như thế này. Và tuyết này tôi tô màu trắng, tôi được như thế này. Sau đó tôi qua bản lệnh rớt, tôi kích vào thuộc tính là new rớt. Ở đây tôi chọn là scatter rớt. Ok. Ở đây tôi chọn là tuyết đi chẳng hạn. Ok, những cái chỉ số mình cứ để nó mặc định. Bây giờ nếu mà mình dùng công cụ rớt, mình quệt ra như thế này thì nó là những cái chuỗi hạt liên tiếp, nó không có khoảng cách.
bây giờ mình kích vào đây, bạn có thể là quẹt nó ra, sau đó bạn có thể double click vào đây. Ở đây bạn có thể chọn random size, bạn muốn nó ngẫu nhiên à, bạn thấy cái to cái nhỏ, cái to cái nhỏ nó ngẫu nhiên. Và ở đây bạn có khoảng cách, khoảng cách đó, scatter random cho nó random ra xa, không có phụ thuộc vào một cái đường lứa, đường cong hồi nãy mình vẽ, nó ngẫu nhiên. Tất cả mình cho nó xoay, mà hạt tuyết của mình hình tròn thì xoay nó cũng giống y chang vậy. Thì mình được một số hạt tuyết như thế này. Nó hỏi mình có apply cho cái rod hồi nãy hay không, mình cứ apply thì mình được một số hạt tuyết ha. À, đó, một số hạt tuyết của mình như thế này. Thì bạn nhìn lại bài mẫu, một số hạt tuyết của mình nó có hạt tuyết đậm, hạt tuyết nhạt. Thì rất là đơn giản thôi. Mình học những cái bài cơ bản rồi. Rồi mình học những cái bài cơ bản rồi, mình muốn hạt đậm nhạt thì cực kỳ đơn giản. Ví dụ tôi vẽ như thế này. Đó, ví dụ vẽ như thế này. Rồi. Tôi muốn đậm nhạt sáng tối, đậm nhạt thôi, ví dụ chẳng hạn. Thì tôi chỉ việc là gì bạn? Lên opacity 20%. Chọn đối tượng lên opacity 30-60%. Thì lúc này tôi sẽ có một cái số hạt ngẫu nhiên bằng cách tôi tạo đó. Được không? Còn mấy bạn tạo đẹp hay xấu gì đó là do mấy bạn chăm trước ha, chăm trước một tí. Mình ngồi mình làm đẹp để một tí. Ở đây tôi chỉ hướng dẫn để cho bạn làm một số hạt tương đối thôi. Thì mình được như thế này. Thì mình có thể quét tất cả những cái đối tượng. Bạn có thể quẹt thêm một vài cái nét để cho trong đây nó không bị trống nè. Đó. Cho nó mờ lại một tí, 20. Đó. 20. Rồi. Rồi tôi quét tất cả những đối tượng này. Tôi có thể giữ shift, tôi loại bỏ những đối tượng này, tôi rút lại. Và tôi giữ alt, tôi copy qua. Đó. Tôi có một số hạt tiết cộng với cái nền background. Còn ở đây có phần trái châu thì mình cứ vẽ đại khái. Ví dụ ở đây tôi chọn là một cái dây của trái châu chẳng hạn, nhỏ như thế này. Ở đây tôi chọn là màu trắng, swatch là màu trắng. Ở đây nó là vuông chứ nó không phải là tròn như mình. Thì mình làm bằng cách là mình bỏ cái viền đi, chọn đối tượng này bằng cách là công cụ chọn nó, hai công cụ đó, mũi tên trắng và mũi tên đen. Tôi có thể được như thế này, tôi nhấn delete để tôi xóa cái nó các bạn ha. À, rồi nhỏ lên đây thôi, xích lên đây một tí. Còn cái phần này mình nhìn ở đây nó rất là đơn giản, nhưng nhiều bạn á, có một cái công cụ mà bạn làm hoài là không được, đó là công cụ mà bóp méo vô perspective của cái đối tượng hai bên này. Bằng cách là cái gì bạn? Bạn chọn công cụ free transform và nắm cái góc kéo vô, nắm góc kéo vô trước khi giữ ba phím control alt and shift, thì lúc này bạn sẽ được một cái tay nắm của cái quả cầu ha. À, có một bạn có cái công cụ đó thôi á, mà một số bạn á, làm rất là khó khăn. Tôi bảo là nắm góc kéo trước rồi mới giữ ba phím control alt and shift. À, rồi mình được như thế này. Bạn thấy nó có cái bóng đổ của cái cây này, thì cuối cùng đỉnh cái bóng á, bạn nên cuối cùng rồi bạn hãy làm. Còn nếu bạn muốn làm cũng được, tại vì file này ít đối tượng, bạn có thể chọn gì bạn, effect style line drop shadow. Tại vì nếu bạn làm ở đây thì nó sẽ nặng, nó hơi nặng một tí. Opacity mình giảm nó lại. Rồi ok. Đó, mình được như thế này. Còn cái thành này nè, bạn thấy nó bị chiếu đen đen tí á, thì mình cho nó control hoặc vuông mở nó nằm ở dưới cái lớp này đi. À, rồi. Còn hình tròn, hình tròn á, bạn cứ vẽ đại khái một cái hình tròn. Đó. Đó, như thế này. Máy này mình muốn dễ làm việc á, mình khóa nó lại hết đi, control số 2 khóa nó lại để khỏi di chuyển nó đi nữa, không đụng chạm gì tới nó nữa hết. Rồi mình vẽ cái đường cong ngẫu nhiên thôi, tìm mình
tranh C, cạnh tranh F, đối tượng màu trắng giữ Shift với đối tượng màu đen, Shift F7. Tôi nhấn Pathfinder lấy phần dao, Intersect bỏ phần thừa lấy phần dao. Nhấn phím Y tôi sẽ hút màu được bạn màu trên này. Còn những đường cong này bạn muốn giống cho bạn đồ, à, tôi đại khái vậy thôi, ví dụ vậy thôi. Còn bạn màu cam, bạn màu cam bạn dùng muốn dùng công cụ Pen, bạn cứ vẽ đại khái nào. Rồi, khép kính. Tôi cần trên C với bạn màu trắng, cần trên F là copy hai đối tượng, giữ Shift với bạn màu xanh này, lấy phần dao tiếp. Bạn cứ nhớ bỏ phần thừa thì mình lấy phần dao. Hai đối tượng tôi được như thế này à? Cực kỳ đơn giản không bạn? Ha, cực kỳ đơn giản. Thì lúc này giữ Shift hai đối tượng, tôi dịch qua đây một tí. À, đáng lẽ bằng canh giữa mà ở trong AI nó đã mắc cho bạn sẵn một số cái tùy chọn như canh center, nó xác rồi đó, thì nó đã làm sẵn cho mình rồi thì mình không cần làm nhiều ha. Đó, đó. Rồi chữ Mary trademark thì mình kích chuột, mình đánh Mary kéo lớn lên. Ở đây tôi dùng phông chữ Mary là phông chữ dạng Vinny Correct, phải không? Đúng rồi, phông chữ không phải rồi. Rồi, strip dạng viết tay, phông chữ dạng viết tay ha. Mình khi thiết kế á, mình nên là đánh sai chữ, đừng có nên mặt kéo ha. 30 chẳng hạn cho Mary. Ở đây bạn muốn khoảng cách của chữ lớn lên thì bạn chọn chữ và nhấn Ctrl T, bạn cho khoảng cách của chữ lớn lên một tí, 50, khoảng cách giữa các ký tự các bạn, 100, đảm bảo là vẫn còn đọc được. Rồi, ví dụ mình chọn là 70. Rồi, tôi cho nó màu trắng. Rồi, còn phông chữ trademark rồi mình chọn là Vinny. Rồi mình chọn bold italic màu trắng, C. Có thể nó không giống một tí á các bạn, nói chung mình chọn sao mình thấy nó đẹp á, mình thấy nó thích hợp á thì mình chọn nó mà. Đối tượng là mình cho nó có thể nó xa xa tí để cái chữ này đó, được không? Còn một số cái nhánh nè, một số cái nhánh cây này biểu tượng của cái sừng của con tuần lộc đó mấy bạn, thì bạn có thể dùng rết bạn vẽ cũng được, dùng rết mình vẽ cũng được, hoặc là mình dùng pen, đó là tùy mình ha. Ví dụ mình chọn, mình có thể dùng pen nè, đó mình vẽ một số cái nét vẽ đó, mình chọn là màu trắng, rồi sau đó mình áp cái gì vô, áp một cái rớt vô, ví dụ gì đi, mình cho nó là 5, vẽ sao cho nó hợp lý. Còn mình không thích á, mình muốn giống y chang thì mình qua bên đây mình dùng công cụ Pen nè, mình dùng công cụ Pen mình đồ nó theo. Đồ đại khái thôi, khỏi cần phải làm mà y chang giống phức tạp, giống chi á bạn ha. Còn bạn muốn mà đẹp nữa, bạn có thể lên một số cái trang web mà free vector á, mình đào mấy cái vector icon về để mình gắn nó vô thì nó sẽ đẹp thôi. Rồi mình cho nó cái viền của nó khoảng 1 thôi. Và mình shift it để mình đảo cái màu lại. Thì lúc này mình sẽ được một cái
cái phần vector như thế này chẳng hạn. Thì tôi làm đại khái thôi, còn bạn á, bạn làm ngồi làm kỹ một tí để mình được một cái thiệp nó tương đối là tương tác. Ok, ví dụ vậy. Ai học typography á, thì mình nên ứng dụng typography trong một số cái thiệp để cho nó đẹp đó các bạn ha. Đó. Bạn có thể này nè, đối tượng này bạn có thể Ctrl Shift O ra. Bạn sắp làm sao cho nó khớp với cái gì? Khớp với cái nhánh đối tượng này. Lúc này bạn giống như là cái bạn cắt đều cái chữ Y á, để cho cái thiệp của bạn nó đẹp hơn tí. Còn 2005 rồi bạn có thể đánh 2005, 2015 thì bạn cho nó là màu trắng. Ví dụ bạn đặt vào đây chẳng hạn, nhưng bạn thấy nó có biểu có cái hiệu ứng là trong suốt nằm ở dưới, nằm ở trong suốt để thấy cái nền ở phía dưới màu xanh, đúng không? Còn hai cái ngôi sau nữa chẳng hạn thì bạn làm giống như bạn có thể chọn một số cái phông viết tay đi chẳng hạn strip. Rồi rồi ví dụ đây happy year đi chẳng hạn. Rồi tôi khoảng cách thằng này tôi cho nó không thôi, tôi thu nhỏ lại. Bạn có thể rắc một số cái ngôi sao và làm cái ngôi sao vô ha. Thì tôi bạn bạn muốn nó trong suốt á, thì bạn biến cái chữ thành cái hình grid outline, giữ shift với đối tượng này tôi sẽ trim thì nó sẽ trong suốt với cái nền ở dưới. Thằng này cũng vậy, đối tượng này tôi sẽ grid outline. Grid outline nó có hai tác dụng là biến chữ thành hình, và bằng cái tác dụng thứ hai là bạn có thể đem đi xuống nhà in nó sẽ không bị lỗi, hoặc là một số cái máy khác nó sẽ không bị lỗi nếu máy bạn không có phông. Đó, được như thế này không? Mình còn chỉ cần có phần tiết phần qua tiết này thôi là mình xong cái thiệp này. Thì đối tượng của mình á, mình làm tiết á, thì mình sử dụng polygon. Polygon mình giữ shift nè, hoặc là mình muốn cho nó nhiều cạnh và nó có cái bán kính thứ nhất bán kính thứ hai á, thì mình có thể dùng đó. Mình có thể giữ control để mình tăng cái số cạnh, số đỉnh của nó lên. Tôi biến nó thành viền màu trắng. Có phải tôi được phần ở trong đây không? Bạn tăng lên thì nó được thôi ha. Tăng lên nhiều thì nó giống thôi. Ở đây tôi làm đại khái. Thì ở đây bạn có cái cạnh này nó đưa ra. Ví dụ đây tôi cho nó thay điểm đây. Rồi. Tôi kết thúc. Tôi có thể đây thêm đây. Đây thêm đây. Rồi, tôi có thể nhấn phím O, giữ phím Alt, xác định tâm đối xứng bên đây, tôi copy. Bạn vẽ thẳng đó, nó sẽ dễ hơn, nó sẽ đều hơn. Rồi, tôi quét những cái đối tượng này tôi group lại. Rồi, tôi cho nó lớn lên một tí. Rồi, nhiều vô, tôi đem tâm vô giữ phím R. Ha. Tôi xác định tâm tôi xây. Đối tượng này tâm đâu? Đối tượng này không có tâm rồi. Mình muốn xác định tâm á, mình có thể mình lấy gai cũng được. Còn ở đây mình có thể tương đối, nhấn phím R, mình canh tâm tâm đâu ở giữa nè. Mình xoay khoảng mình review á 30 độ. Đó, khoảng 31 độ. Cho nó ngay cái đỉnh này nè bạn. Rồi copy Ctrl D nó hơi lệch tí rồi. Giờ mình muốn đều á, mình muốn đều á thì mình giữ antenna mình kích, mình cho nó cứ 30 độ đi. Copy mình Ctrl D mình bỏ này đi. Rồi mình có thể vẽ lại. Mình vừa giữ phím shift vừa giữ phím trắng. Mình
có thể tăng giảm cái số cạnh để cho nó hợp lý. Nãy mình không tính cái số cạnh trước. Ví dụ như vậy luôn đây ha. Ví dụ như vậy luôn, cạnh trên C, cạnh trên F. Một số cái này mình xoay nó một tí. Một cái ngắn, một cái dài. Rồi bạn cho này mình làm hoa tiết nó hơi khác một tí cũng được, năm đó thì nó sẽ vanh lắp những cái phần mà mình bị lỗi hồi nãy, dù hai chẳng hạn. Rồi, nó sẽ bị mất được cái phần chân đó, xích vô một tí nè đó ha, những cái phần này mình bị lệch tí, nói chung mình phải tính một tí nha mấy bạn đó. Phải đường như thế này mình rất, ví dụ mình tạo cái hoa tiết khác, thành trên C, thành trên F, mình thu lại không cần phải làm giống. Ok, rút nó lại không ha, rút nó lại đó như thế này. Bạn có một số cái hoa tiết thế đây, bạn có nè, nó có cái nền, nó có cái phần bóng, mình muốn mà bóng mà nó nhẹ thì mình đừng nên làm bóng bằng drop shadow, mà bạn copy ra một đối tượng trong cái bóng đen với tất cả những đối tượng này nè, bạn biến expand nó hết đi, biến nó thành cái nền đây, thành nền đi, mình tô một màu làm thôi cái bóng đen, sau đó mình giảm opacity thật nhẹ xuống, rồi mình cho nó nằm ở dưới đây đó, đối tượng này nằm trên cùng và đối tượng này nằm ở dưới, thì đối tượng của mình nó sẽ nhẹ hơn. Rút đối tượng này lại và mình sắp to sắp nhỏ, sắp to sắp nhỏ để cho nó hợp lý, cho nó đẹp giống cái mẫu đó. Mình sắp to nhỏ giống vậy. Còn nếu mà mình không cần, không muốn làm cái này á, mình đi lấy của người ta thì mình lên một số trang mình đánh một cái số thuộc tính tìm kiếm như là vector á, thì mình sẽ down free về. Ở đây tôi đã down cho bạn sẵn một cái tuyết này, mình không cần phải làm, ở đây mình tuyết mình đã có sẵn rồi. Thì bây giờ mình chọn cái nhóm tuyết này đi, quét tất cả nhóm tuyết này mình group lại. Ở đây tôi chỉ bằng kỹ năng cơ bản để làm thôi. Mình trên V, tôi cần trên C tôi copy và qua bên đây tôi cần trên V đó, tôi quét tất cả các đối tượng như thế này, tôi bỏ vào trong đây, một phần nó nằm ở trang trước và một phần nó nằm ở trang sau đó, cơ bản đơn giản vậy thôi. Và bây giờ tôi muốn xén một phần này thì lúc học lý thuyết mình cũng đã nói rồi, mình xén một phần thì đây mình sẽ vẽ một cái hình chữ nhật nằm trên cái đối tượng mình cần xén. Mình dùng cái thuộc tính là clip mask cần trong số 7 đó, thì lúc này mình sẽ được một cái thiệp như thế này ha, tương đối giống. Còn hai dòng này thì bạn đánh ở phần phía sau, thì lúc này mình làm hoàn thành cái thiệp, mình có thể bỏ một số cái thành phần ẩn nó đi bằng cần trong dấu chấm phẩy ha. Đối tượng này mình kéo nó xích ra một tí để nó không có bị nhấp mí như thế này. Thì lúc này mình nhấn phím F nè, để mình review từ nãy giờ mình design một cái thiệp đơn giản như vậy. Thì kết thúc bài này thì tôi chỉ cho bạn đã ôn lại một số cái thuộc tính như là mình dùng bảng mask feather nè, dùng công cụ ben nè, cách tạo rết nè, cách xoay một đối tượng ha. Và đồng thời có thêm một vài cái thuộc tính như mình nè, mình lên một số cái hình vector mà có sẵn thì mình nên lấy ở một số trang web.
Một số các phim trước thì tôi cũng đã hướng dẫn với bạn là một lấy vector ở một số trang web free rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi.